thiệu cho các bạn chiếc chậu dương vành và âm bảng là AL2395 VFC cho các bạn nhé. FC nó là một lỗ thôi các bạn, một lỗ lắp vòi. Với cái chậu này là A chữ AL. Nếu mà AL thì có nghĩa là Aquasmic các bạn nhé. Có chữ AL là Aquasmic các bạn. Đây, đây là men chống bám cặn bẩn. Còn nếu chữ là L2395 VFC thì là nó là men thường. Nó có hai cái sản phẩm này vẫn song song với nhau thì các bạn nhé. Chỉ đắt hơn nhau khoảng 200.000 thôi các bạn. Với cái kích thước của chiếc chậu này là dài từ đầu này là 575mm các bạn nhé. 575 từ đầu này đến đầu này của cái đỉnh. Còn chiều rộng từ mép này và trong tường nó là 446mm các bạn nhé. 446mm. Và điểm cao của trong cái chậu, phía chậu thì nó đã bị âm phía dưới này này. Phía trong chậu, lòng trong chậu thì nó là 206mm. Cái này thì khi các bạn vào trang tdm.vn, chúng tôi sẽ có kích thước lắp đặt cụ thể cho các bạn ở trong đó. Các bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn. Đây là lỗ chống tràn các bạn nhé. Để chặn nước thôi các bạn. Chặn nước là đi theo vòi. Cái chặn nước này thường là đi theo vòi đấy các bạn nhé. Đây là cái vòi LFV2012S. Đây chúng tôi giới thiệu ngang thôi. Đấy, đi theo cái vòi nằm trên cái chậu thì nó thấy được độ đẹp của cái chậu. Đây, chặn nước này thường đi theo với vòi. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này liên hệ với chúng tôi nhé, theo số điện thoại dưới video này. Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chúng tôi sẽ tư vấn cho các bạn lắp đặt cho nó phù hợp với các chiếc chậu của Inac. Cảm ơn các bạn nhé.